Có gì thấy cái hoa bên này á đẹp không? Tội nghiệp hai vợ chồng Phật tử hái cái hoa ở nhà đó, ở nhà trồng đem đi dân cúng mà rất là đẹp, có gì thấy không? Hoa đã đỏ đó, mấy hoa này là giống như ở bên đây nó gần như là loại cái hoa bà thấy được hả? À, cái gì trồng ở nhà đó hai đem cúng đẹp không đó, cái gì thấy không? Tấm lòng cảm ơn hai vợ chồng Phật tử, giờ đem một cành hoa cũng Phật cũng đẹp đó, rất là đẹp. Như thấy không nè, tôi đều trân quý hết tấm lòng của quý vị dân cúng cho Phật chứ không phải cúng cho tôi. Đấy, đi cúng Phật đó. Bà nghiệp hái nhà đó, nó hái nhà. Tấm lòng của anh ta. Vâng. Cái gì cũng vậy, nó cái tấm lòng mà đẹp hả? Đó, cái thấy khóm nó bốn đầu đó, tôi chân tôi cúng hôm qua, nay là sáu tôi tụng hết thầy kinh nữa đó. Bà nghiệp, hôm trước á, mấy cô nó là mấy cô gửi khóm á, là nó 15 đồng một trái. Mấy cô đăng ký ghi danh hai trái mà người ta mua nhiều quá nó hết đi, cuối cùng cô lại cô lấy không có thì cho tôi chờ hoài, mà tôi đã căn dặn rồi, tôi nói xích tôi đây nè, tôi nói đừng có lấy mắc lắm, khóm nào không khóm, cô nói không khóm này đặc biệt lắm này, khóm đặc biệt này ăn thử này, cô đây đây khóm tôi cầu tôi gửi hoài là tôi đi, không phải gửi trước thà cúng rồi mới gửi, thì bây giờ tôi gọi tôi ăn luôn cả giỏ chứ bốn đồng bạc Ôi thầy ơi, anh lại bỏ sao chuyện nổi. bốn đồng đâu thử cái nó sao Thầy để cái anh đi ăn thua gì. không biết là, nhưng mà giờ giờ gọt nó thì gọt nó còn gì nữa. Cái loại. Thầy ơi khổ quá. Nhưng mà thôi, thầy ăn cho vui. Thầy để ăn cho vui thầy. Cái tấm lòng của cô bây giờ gọt không dám gọt sao nữa nè, thấy không, Dạ mà tức cái mình không có thấy khóm làm sao để gọt, nó coi nó sao gặp thôi, để gặp ra đây gặp đây nè, như miếng cam á chị, phải gọt như miếng cam á, đừng gọt như miếng cam á, đừng có đừng có đánh chua lòng, dạ đừng có đánh chua lòng, tôi la lạc đi để gọt như miếng cam vậy đó, đó thì gọt như miếng cam đó, thì cái vỏ để nó không lánh, và mình chạy tới đâu tới để đây gọt cái vỏ nó không dính thiệt, dạ cái vỏ nó mỏng dính thiệt để à để coi sao, đừng có nói giấy đừng có nói chua lòn, là bốn bạc bốn đồng mà cô gửi hết là chín đồng chín chín là 10 đồng tiền cước á, 14 đồng cho kèm từ hao quay gửi qua đó, để ông kia con mua một thùng không em 16 đồng 6 chặng mà phải làm to tổ chặng á, 16 đồng 6 trái là nhiêu trái, 2 đồng mấy á, 2 đồng mấy. Nó khóc là loại đặc biệt gì đây, tức mình phải tôi ăn trước cái đã, thử cái nó làm sao có được, tôi mời ông ăn nghe, tôi tức tôi ăn thử miếng mình lấy cái tấm lòng nghe không, không nói thiệt nó có gì thiệt đặc biệt không ơi, công nhận thiệt chứ không phải, không phải nó khác cái khóm mình thiệt, thử coi cái này thiệt là ăn thử đặc biệt, cảm xin thầy đặc biệt không thì còn nè, không thì ăn ăn với nó đặc biệt, nó có gì đặc biệt thiệt, thấy không, có hương vị đặc biệt chứ không phải mà bình thường. Đúng không, cái vị nó đặc biệt, tại em mời hết cái vị trên mạng cùng ăn coi nghe với nó làm sao đây. Nó ngọt đặc biệt thầy chịu quá rồi. Không thì nó đặc biệt hơn thiệt đúng, đậm hơn nhiều dạ nó đậm hơn cái
cái khóm đây nhiều. Dạ. Nó ngọt mà ngọt đậm đấy. Bỏ vỏ tiếc quá vậy. Thôi thầy ơi, thầy đang đừng. Anh vô nó cào vô đây chết. Rửa rồi đó. Nó đặc biệt thiệt. Rồi, ơi, tâm. Thôi thầy chơi đi. Còn tâm bên này. Thầy có ông ba cho ông thử miếng nữa nè, ông kinh doanh. Mà cái loại này á, nó có cái nhãn hiệu đặc biệt nó mới dán cho đi được nè. Và nó có cái dán nhãn đàng hoàng. Dạ. Nổi tiếng nhất là Mỹ ở cái hãng đô. Cũng có ông này ông chồng. O chữ L chữ E đó. Nổi tiếng nhất của Mỹ. Ngon nhất. Chữ D chữ O chữ L chữ E. À, đấy là nổi tiếng nhất là Mỹ. Và dưới nó ngọt lắm. Dạ, tôi trả tiền ông nào. Trả tiền gì? Không, cái nào nói đó để nói trên mạng cho vui. Là hổng vợ chồng của Phật tử bên Đức. Dạ. Ông nào mà dạ. Tôi mới nói vậy. Đi lãnh trăm đó, sao á, tôi nói thôi. Cảm ơn vợ chồng tụi con là tại nó nhỏ hơn mình. Mà nói chứ con ai lớn tôi, không bao giờ tôi kêu con nghe không. Rồi thầy nhận, giống như là hôm trước thầy mua chiếc xe. À, mấy Phật tử đóng góp vô mấy trăm. Đúng là thầy không có dự định mua mà tính ra vậy, nhưng mà cuối cùng thì mua nó từ 800 nó lên 1.300. Rồi còn mua cái chưa kể cả xăng dầu, chưa kể cả bản số xe nữa. Thì thôi coi như thầy lấy phần các vị mừng sinh nhật thầy, thầy trả cho ông Đan. Cái nào là cái đó cho nó rồi hen đó. Giờ 100 trả 100 à, thôi vậy đi. Rồi, cõi này là mấy cái chết để mấy cô cúng để mà hàng tháng, nhưng mà nó chưa tới ngày. Tại vì một tay mới tới mới bỏ vô được, phải không? Dạ, đúng. Mấy ngày đúng mới đúng bỏ đúng vô. Đúng rồi. Hả? Thôi kệ, đó là cái tiền người ta gửi tiền mặt mà tôi nghiệp với cô gửi tiền mặt của cho. Để tiền sao tiền đi được à? Ừ, tiền mặt cũng được. Không dán kỹ thôi nó. Mỹ mà đâu có giống như các cái chỗ khác đâu mà nó phải đi cái trong đó cái gì cái gì. Để... Nên vậy là trái khớp mình nó có cái vị đặc biệt hèn chi. Đặc biệt lắm. Còn á, người ta nói á, dị ứng á, ăn cái này không được nè. Nếu mà dị ứng mà là mà ở Mỹ lâu năm ăn diễn làm ăn này vô nó diễn không nữa, nó cái phấn hoa nó kỵ này nè. Thì nói về trái cherry á. Dạ. Trời ơi, thầy ngày ăn 10 trái thôi. Thầy đỡ bệnh nhiều lắm. Cho nên bữa biết rồi, nhưng mà ý người dị ứng, cho nên bữa mà đem ra mà mời mấy đứa nhỏ nó đâu có ăn đâu, nó dị ứng, nó thấy là nó sợ. À thế hả? Ừ. Đó, bữa mấy đứa nhỏ nó mới nó gần đây nó mua nè. Cái hai bông nó cúng nó thôi tấm lòng. Trời ơi, tốt quá rồi. Tấm lòng tụi nó. Nó chứ cục đó ăn không? Cái gì này trái. Ớt không? Tôi ăn này là tôi phải chấm với ớt. Nắng quá thôi. Hai bữa là buổi chiều. Ôi là không biết nhiêu tiền mũi nó cắn hết máu à. Cắn cái gì rồi cắn quá rồi cắn. Buổi chiều nó tập trung nó cắn. Để à, nó mới lên chứ thầy. Ừ, một chiều nó mới lên. Ăn nữa, ăn nữa. Dạ, thôi, con xin. Ăn nữa. Thôi được rồi, thầy chơi đi, thầy chơi. Thôi ông ăn, tôi ăn gì. Để ăn đi. Hôm nay ăn bánh bèo. Có bánh gì? À, bánh gì bà hổ đó. Bánh khọt hả? Bánh khọt chưa hết á, hôm nay không là ăn hồi hết rau cho cuối. Mai con bảy nó mang lên cúng dường thầy mì xào đó, thầy không làm gì nha. Ngày mai hả, mì xào trời, xào cũng được, con chó nó ăn nữa. Mà đang là đang chơi năng nữa đó phải. Thế à? Ừ. Đó ngày mai nó bảo nó dặn con rồi, sáng mai con lên này. Con lấy màn này đưa thầy. Nó chủ nhật hả? Dạ. Thôi để cái không, đi khỏi làm gì. Mùa giá nó qua lẹ quá. Mau lắm thầy ơi, quay đi qua lại để sắp tới mày tới nơi rồi. July 4.
Ồ, thế tối nó bắn súng, nó bắn pháo quá trời. Vâng. Chắc năm nay ăn độc lập chắc là lớn hơn Lớn năm lắm, rồi lớn ạ. lắm rồi thầy. Thì quá Nên dịch, con hy Covid. vọng mà tuần tới thầy khỏe thầy đi được nghe thầy. Nha, Đi đâu tại đi vì chết ngừa hả? đi xin người, tại vì ông ấy cầu mong mọi người đi chích để cho mở hết được cửa Sợ thầy. quá. Không có sao, thầy đừng có sao được thầy. Thì bước vào để chích chưa đầy 1 phút đi ra. Nhưng mà về nó có giặt Không có vật gì hết, thoải mái. không? Vâng, thầy thoải mái, thầy đi đi. Thứ tư cũng đưa thầy đi. Ừ. Cũng được. Nha, thầy phải khỏe đi đi. Là Thế thuốc này, này, còn ho gì á? thuốc là thuốc hàng ho. Thầy có còn ho. Đừng ho, muốn muốn ho nó dị ứng cái dụng này nè, nó còn thêm cái cây nữa, nó Hết trổ ba rồi, đó, thầy cắt hết rồi đấy. cái cây thứ hai nó trổ và cây thứ hai nó bị cắt, cái thứ hai xác của đất của người ta rồi, cái hổ nó kéo mình cắt được, cái thứ hai nó bị cắt, À, nó vẫn còn à. nó trổ ra đó, nó bắt đầu trổ hoa đó. Con này đỡ rồi, con thêm thêm một phấn này đỡ được mà. Thầy ở lâu chắc thầy cũng kẹt lắm. Đây tình trạng này thầy yếu Chứ người nó lắm. ở trong nhà không nè, chiều mới ráng bò ra thôi, chiều 4 giờ mới mát mát bò ra tưới, với ngày nhổ chút cỏ hôm qua tôi vô mấy cây cây mấy cây ớt, bây giờ nó có bắt đầu nó có hoa, 1 2 cây nó có hoa. Còn hôm cuối thầy có hát được vô tuần sau với hát chứ phải không? Tuần sau đi như hết thôi, hái đằng cho Vẫn nó nó này nằm non mấy ở giờ mầm. đó. Vậy là thuốc này làm chết 2 lần. Dạ. Ủa Vâng. rồi, 3 tuần sau còn thì Việt lần Nam này. thì nghe nói ngày mai thuốc Trung Quốc đưa về. Không có. Đây Mỹ không bao giờ xài Trung Quốc. Không, ở Việt Nam á. À Nhưng mà thay vâng. vì theo tôi thấy là bây giờ thuốc đó nên chích cho mấy thầy trước. Bởi vì mấy thầy không có gia đình này kia mà phải lấy đưa nó đưa họ đưa thẳng đi Sài Gòn. Để mà Sài Gòn thí nghiệm thì phải chích cho tăng ni trước. Mấy thầy một là mấy thầy vì vì chúng sinh thì phải chích cho mấy thầy mạnh lành vì chúng sinh, hai là nếu có sự việc gì thì mấy thầy đâu có sao, tại vì mấy thầy một thân mình mà với đức tinh nghiêm biết đâu chích rủi mà nó vô thuốc giả thì mấy thầy cũng úm bà la thì trưởng nó ra hết trơn. Nên tôi có đề nghị sáng có thấy anh mấy anh nó bót lên, nó bót bót hả cứ bót rồi bót là đăng Boss. bót. Tôi nó đề nghị là bây giờ làm sao mà bị mọi người dân họ nói họ giáo chích, tôi nói không, giờ hãy mời mấy thầy tăng ni chích trước, mấy thầy là vô vô ngã mà, rồi sau đó rồi mới tới mấy mấy cha mấy thầy mấy cha thì mấy ông lãnh đạo tinh thần tôn giáo, bởi vì mấy ông là mình đồng gia sắc thì đâu có sao đâu. Chích rồi nếu mà lỡ mà có thuốc gì nó giả trong đó thì mấy thầy hiểu, mấy thầy biết, mấy thầy bắt chú bắt ấn bắt tréo qua tréo lại về cái tự động mới nó bay hết nè. Còn dân thì tội người ta xế xế mới tắm rồi đó, ồ tắm mà đặt la giờ mát khoái, 2 tuần nữa mới nhỏ nó bên cảnh sát nó qua chơi Hai tuần nữa thì nó tới tháng 7. Tháng 7 thì 2 tuần nữa chứ và nhiêu. hai tuần nữa chắc July 4 đó chắc July 4 là Yeah. ngày độc lập của Mỹ lớn lắm á Nếu có mấy đứa trẻ nó cũng vui. đây hả Mấy 2 vợ chồng làm sao nó lái xe sang ngày bay bay tùm tụi nó sang không mà đời nó lái. Mấy đứa nhỏ nó làm đứa thì làm hãng máy bay mà. Còn hôm qua hổng thì lái xe là tại vì lý do có con nhỏ với đi đi du lịch đi đi. đi chơi á Chứ đứa mà nào đi nó chơi là cũng vui lắm anh này đi chơi không lái xe vui công nhận, mà giới trẻ bên đây mà nó có trình độ, nó học cao, nó làm tiền nhiều không ha. nhiều Thí lắm dụ mấy đứa nó tự do lắm này bây giờ coi như là mấy em đó là làm bây giờ là đâu có được khó khấu trừ gì đâu, tới chỗ thế một cái gì đó tiền mà chính phủ cho mấy đứa nó cũng đâu có được tiền đâu. Nếu như vậy cái tiền đó đó là của cho mấy người bình dân chứ tụi nó làm cao đâu có được gì. đâu dưới 400.000 được thôi 400.000 nếu phải đừng làm trên 400.000 dưới 400.000 được nếu hai vợ chồng cộng vô ấy, dưới 400.000 được chắc phải là hơn á tôi thấy Yeah, không chắc được là chứ vậy. Cho và nên không được tiên nghiệp trơn á, để hả bảo hiểm bao gì đóng thấy bồ, nó thà nghèo nghèo cho tận cùng, giàu giàu tận cùng ương mà thấy màu. Không, giờ tôi có thế hệ trẻ giờ tôi cũng mừng, để. nó là nghiệp đó, chiều chiều không đứa này cũng đứa kia hỏi thăm, nay sư phụ khỏe, hôm nay thầy khỏe, nó cũng niềm an ủi, đúng không, nó đi làm về đó
ngày nào nghĩa nói ngày nào khi con làm cũng nhét lỗ tai vô nghe mấy lời thầy giảng, nghe có khi cũng vui vui, có khi thì nghe thấm, có khi thì lời nào mà thầy nói vui vui thì nghe nó cũng vui vui nó vậy. Sáng nay mới giảng cái đoạn kinh rất là hay, đơn giản thôi mà hay vô cùng nha. Cái gì? Đức Phật nói cái trên bước đường tu hành á, cái người tu nó như cái người luyện sắt vậy đó. Thay vì Đức Phật nó luyện kim loại, kim vàng mà không nói mà luyện luyện gọi là luyện sắt á. Đoạn thép, đoạn chữ đoạn hay là chữ đoàn hay là quặng là nấu á. Thép là sắt chứ đâu dịch thì khác được, chữ thép là sắt. Thì muốn cho cái sắt nó tốt, nó chắc, nó bền thì phải gạn lọc những cái bẩn nhơ ra, những cái tạp chất ra, thì người tu cũng không khác gì vậy. Thì muốn cho thành tựu được quả vị thì phải gạn lọc cái thân tâm, bỏ những cái cấu uế của trần tâm, của thân tâm ra thôi, đơn giản như đó thôi. Thế vài cái chương thứ 35 á, đọc có thấm sao thấm á. Vậy Phật đâu nói cúng cầu gì đâu, rồi tôi giảng hồi tôi bắt qua chuyện cúng cầu luôn á. Mình chỉ gạn lọc cái thân tâm với tâm mình, muốn cho nó bền chắc, muốn cho nó đẹp, thì khi mà gạn lọc thân tâm xong rồi á, thì nó đem lại cái sự an lạc cho mình, cho người. Ý nội dung Đức Phật nói vậy là người tu có nhiêu đó thôi. Giống như xin giống như bây giờ mình nói vàng đi, tại xưa Phật nói vàng cái nói vậy Phật ông nhớ vàng hay, cho nên Phật nói sắt thôi, nói thép thôi. Giống như cái người mà muốn vàng, tại sao có vàng 9, vàng 10, tại sao có vàng 18 và 24, thấy không? Thì bây giờ muốn cho cái vàng mà nó không mất giá trị thì phải gọi là quặng, hay gọi là nấu vàng, mà để nấu cho nó thành cái vàng thiệt, vàng 10, cái gọi là vàng 10, vàng ròng. Phải nấu quặng, phải lọc quặng nha. Nhưng mà hồi xưa thời Đức Phật 2.500 năm rồi mà Phật cũng cũng có cái kỹ thuật nấu quặng, nấu nấu quặng để lấy sắt, lấy thép. Không thì nếu ông hỏi như vậy thì ngày hôm qua đó thì Quảng Khai ông có đặt vấn đề, ông có nói: thưa sư phụ, sao con thấy giờ bây giờ nó có hai việc, con xin trình lên sư phụ. Ổng nghiên cứu mà nó thứ nhất là tôi nói luôn con hai việc thì tôi mới nói tới cái vụ này. Thứ nhất là cái vụ mà Tích Bồ Đề Đạt Ma mà hóng cây lao và đi lướt lên sông rồi đi về Đông Độ, đi về Thiên Trúc á, từ Đông Độ về Thiên Trúc. Điều thứ hai, khi nói chuyện hồi nói tới kinh mà Tứ Thập Nhị Chương, thì một số người cũng nói là không phải Phật nói. Không riêng kinh Tứ Thập Nhị Chương, bây giờ có nghĩa là cứ hả ai không thích thì cứ nói cái đó không phải của Phật nói chứ không phải riêng kinh, nhưng mà trong đó nó có kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tôi nói dạ đúng. Giờ tôi trả lời cái câu thứ nhất á, là dù mà Đức Bồ Đề Đạt Ma mà thải cành trúc đi trên biển về Thiên Trúc á, đó là huyền thoại chứ không phải là thật. Bởi vì á, sở dĩ đặt ra cái huyền thoại để mà có những cái lý để nói giải thích cái gì đó, nhưng mà nếu mà nói rằng cái đó là sự thật thì cái thiền tông đem đi dẹp mẹ đi, đừng có để. Bây giờ thiền tông đã Đức Phật nói kinh Bát Nhã là ngũ, lấy một kinh Kim Cang Bát Nhã làm chánh, phải không? Lấy Bát Nhã làm chánh, ngũ uẩn giai không, thì cái gì mà của đề Bồ Đề Đạt Ma mà đi trên cành lao và về Thiên Trúc, cái chuyện mà rã cái thân tàn rồi nó rã là nó rã ngũ uẩn giai không mà, thì không có đặt vấn đề đó. Còn mà nếu nó thiền tông mà nó không đi bằng thần thông á thì cũng dẹp mẹ thiền tông luôn đi, thằng thiền tông đâu có tin thần thông. Thiền tông là càng tu là càng bình thường tâm thị đạo mà. Như vậy hai cái đều thôi, đừng có bàn, cái đừng có bàn chuyện đó. Nó có một triết lý thì bây giờ ai muốn giảng triết lý gì ta giảng. Thì ông nói: dạ thưa thầy, thì bên thiền thì nói là cái đó là bất lập văn tự, ý nó là vượt lên ngôn ngữ văn tự. Tôi nói không trúng nữa. Rồi tôi thì tôi giảng là tôi nói sở dĩ Đức Bồ Đề Đạt Ma
cái cành lau á, lau nó tượng trưng lau khưa, lau lý, lau sậy đó, là cái cành bên trong nó rỗng đó, cái lau là nó nhẹ cái nào thấy rồi Long, hả. thành Long. Ừ. Rồi mẹ đó rồi đi trên đó thì nó nổi nó mặt nước đâu 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 đứng cành lao thay gì thôi đi mẹ đi hỏng chân luôn đi chứ cành lao làm cái Có thể thôi, có thể người ta làm điểm tựa, người ta ngày bỏ suốt ngày lao đi đoạn dài đến thuyền lớn không có không có vụ đó được để cái chứ không có bà nó có mâu thuẫn nó làm gì có thuyền lớn thuyền nhỏ thể. ai ai rước lúc đó ai rước thuyền lớn thuyền nhỏ không có đâu sở dĩ á, nó là theo cái lý giải mà nói theo mình đừng có đặt nặng thiền tịnh gì ra cái lý giải mà về chân lý á, thì ý nói ông tổ này ông vượt khỏi cái trần lao sinh tử rồi biết không, ông đi trên nước cũng như đi trên hư, đi trên đất mà đi trên hư không cũng như đi trên đất mà đi trên lửa cũng đi trên đất là giống với từ cái kinh Pháp Hoa và Phẩm Dược Vương á. Ông mình nói chung là con người mà đạt đạo như tổ về đạt ma là vượt khỏi cái sông mê và biển ái. À, ý là như Để vậy. vậy đi chứ đừng có giả tào lao minh tướng gì hết trơn sao Không, mà mà chuyện thật thực tế là Bồ Đề Đạt Ma là một ngài giỏi võ lắm. không cái đó đừng có bàn nữa đừng có bàn tới Không, cái cái chuyện sự thật này là vậy, đó là một ngài, ngài là tổ sư của về đạo không võ đó. tại tại vì cái đã đám đám nó đưa lên là nó làm tổ thôi chứ không có giỏi kỹ khôn gì chẳng qua là ngài rảnh lúc đó ngài ngài mới gom thâu lại các cái anh hùng nghĩa hiệp để mà chà cái ngài mà cứu rỗi cái triều đình Lương Võ Đế thôi chứ cũng không có gì. Rồi bây giờ ví dụ như giờ ông giỏi món ba giỏi món người giỏi món giờ tôi tập hợp ra đây nè nhân tài thì đưa tôi lên làm tổ thôi chứ đừng có đặt cái vấn đề đó, tu hành là nói tới vấn đề giải thoát và giác ngộ, còn để bất cứ giỏi cái gì trên trần đời này điều rồi cũng cũng bằng ai đó sinh đại đế không nó rồi cũng cũng đưa thôi chưa uống. Cho nên thôi đừng có bàn mấy cái chuyện hình tướng đó. Dù có anh có giỏi gì kệ mẹ anh không dính líu gì tới cái đạo. Đạo là giải thoát là giác ngộ. Anh có xây chùa cho đẹp, anh có độ đệ tử cho đông, anh có làm cái chức gì kệ mẹ anh. Mà tôi quan trọng đạo Phật tôi là giải thoát giác ngộ. Anh có giải thoát giác ngộ không? Ông hiểu không? Còn ông giỏi và ông có tiền, ông nằm trên đống đống vàng đống tiền như Aladdin đại đế mà khi mà đưa quan tài ông đi ông còn biểu là hốt kim cương hốt hột sòn liền theo vậy nè liền theo bên đường cho ai lựa một đó lựa ông thấy chưa rồi để hai cái tay ông qua hai cái quan tài trong lúc lắc vậy nè thì hỏi rồi giỏi cái gì giỏi và Aladdin sinh đại đế không rồi bây giờ trở lại cái vấn đề tôi muốn nói thứ hai kinh Tứ Thập Nhị Chương sở dĩ là cái điềm mộng của vua Hiếu Minh Đế đó ông nằm mộng là thời thế kỷ thứ nhất đó ông nằm mộng ông mới thấy rằng là ông này là Hán ngang đời nhà Hán ngang Hán mà hậu Hán chứ không phải là đời nhà Đường ngang để ông Đường cũng có ông Đường Hiếu Đế à ngang ông Đường Hiếu Minh Thầy nói thế kỷ thứ nhất à. thế kỷ thứ nhất là hậu Hán Nè. thế kỷ thứ nhất là hậu Hán Thế kỷ thứ 5 thứ 6 với có Đông Độ mà. Phải không á? Dạ Chứ kỷ không hậu nam hậu, hậu Hán là nó Đông Độ không biết cái Đông Độ lúc này nhưng mà hậu Hán là nó thuộc thời Đông Độ rồi nó thuộc cái nước Trung Hoa rồi Vâng, nhưng mà coi chuyện nước tên gì tôi không biết tôi không cần nói nhưng mà thời thế kỷ thứ nhất là do ông Đường ông Hán Hán Hiếu Đế là ông đời hậu Hán đó ông nằm mộng là ông thấy là bên cái hướng hướng Tây đó là có vị thánh nhân xuất thế rồi vậy đó ông mới kêu sai mấy ông coi như là trạng nguyên đi mình nói theo là tôi cái đó là phải nghe lại tôi giảng cái bài thứ nhất tôi mới nói với ông khai hôm qua đó nghe lại cái bài giảng thứ nhất của tôi rất là rõ ràng về lịch sử đã đi qua Thiên Trúc để mà cầu pháp cầu cầu thỉnh cái Ngọc Báo về nhưng mà đi qua mới vừa giáp ranh tới Bình Rừng thì gặp ngài Ma Đằng Trúc Pháp Lan đó thì gặp hai vị này mới nói là ta là đệ tử của nhà Buddha là Phật vậy ta có học kinh Phật thì bây giờ ông mới nhớ tới đâu nói tới đó chứ làm gì thời đó mà có sách vở chứ bây giờ mà lật từng trang mà ghi cho nên ví dụ ông nhớ tới ông nói đã đời là tới phần 42 phần thì gọi là 42 chương cho nên không biết đặt cái tựa gì mới đặt là kinh Tứ Thập Nhị Chương kinh này không có vấn đề giống như kinh Đại Thừa là bây giờ A Nan trần thật là tôi nghe vậy vậy Phật ở đâu không có mà vô là ông làm liền à, Đức Thế Tôn thành đạo Thế Tôn thành đạo dĩ và Đức Thế Tôn thành đạo cái gì
hành đạo Đức Thế Tôn nói cái đó, Thế Tôn nói cái đó, nói cái đó, nói cái đó, nói đó, nói dài cho tới tới 42 tràng, cái giống như 42 đề mục. Và trong 42 đề mục này hết 16 đề mục về ái dục, thì tôi giải thích rất là rõ ràng. Cho nên nói về ái dục là rất là nặng nề. Để mà nói là muốn giải thoát thì trước mắt là phải xa lìa ái dục, thì coi như là hết nửa đoạn đường, là 2/3, 1/3 đoạn đường. 42 kinh mà hết 16 cái đoạn, 16 bài kinh nói về ái dục. Thì sau đó rồi không biết cách nào thì mình không bàn tới, thì mới rước về, rước cái kinh này về bằng bằng một cái cỗ xe bạch mã đó nhá, không đi một đoàn mười mấy xe ngựa trắng đem về cho tới triều đình. Thì tới triều đình thì ngày xưa trong triều đình thì nó có cái nơi ngồi như những phòng khách để mà những nơi quý báu, thành ra cái chữ tự, cái chữ tự này nó xuất phát từ ở trong trong hoàng triều nghe, chứ đừng có tưởng chữ tự là chùa sau này nghe. Rồi sau đó nó thấy ở trong hoàng cung, mấy thầy nãy hoàng cung không đi đâu được, khó khăn, bởi vì người tu mà đi ra đi vô đi khắc thực rồi nó khó khăn. Cho nên cuối cùng mới đề đạt hay là sao không biết, mà nhà vua mới cắt cái chùa Bạch Mã vào thế kỷ năm 34 hay gì đó, là cái chùa đầu tiên của Trung Hoa lục địa, là để ghi dấu là Phật giáo đã tới đây, là chở kinh bằng con ngựa bạch, mới lấy là Bạch Mã đó. Thế thì bây giờ thằng nào tôi nói mạnh dạn đó, chỉ trừ ra mấy vị mà mãi thôi, còn thằng ngà nào nó ngu lắm nó mới nói nó không phải của Phật. Mà thật cái thời thế kỷ đó làm sao mà ai minh chứng, mà tới bây giờ thằng nào con nào mà dám khẳng định kinh nào là kinh chánh của Phật. Bây giờ mình chỉ có cái là mình, bởi vì Đức Phật đã quyền ký, đã nói trước khi Đức Phật gặp việc là những giáo pháp của ta chánh pháp, còn bỏ hà huống phi pháp. Thì bây giờ mình nó quan trọng, người đệ tử Phật ngày nay phải văn tư tu. Mà muốn văn tư tu thì phải có giới định tuệ, thì có giới định tuệ mới có văn tư tu, nó song song với nhau vậy đó, gọi là tam tuệ học và tam vô lậu học. Tam tuệ học là văn học, tư học, tu học, thì phải có nghe rồi tư duy, cái nào đúng mới nhận rồi mới tu. Nhưng mà muốn vậy thì phải có giới, có định, có tuệ, thì có giới, có định, có tuệ mới lắng lòng mà nghe, mới văn tư tu chứ. Anh tầm bậy tầm bạ, anh nghe tầm bậy bà, trên đời nó rất rõ ràng vậy thôi à. Thành ra bây giờ tôi nói thẳng ra, không có luôn cả Nam Triền, Nguyên Thủy, Bắc Triền, không có nói kinh nào chánh của Phật, mà kinh nào không phải của Phật hết á. Nhưng mà người mình phải nghe văn tư tu, mình có giới định tuệ, có văn tư tu thì mình biết cái lời nào là cái lời chân lý, là lời của Phật. Phật là giác ngộ, đâu có riêng Phật nào. Ông hiểu không? Phật là giác ngộ, giống như hôm qua tôi nói ông là cúng dường Phật nào? Là bồi bổ nuôi dưỡng cái ông Phật chất của chính mình. Thì bây giờ tất cả học trò Phật tử đến với tôi, bây giờ tôi nói thẳng à, mấy đứa nhỏ này trước mắt tụi nó đến, nó điện nó thăm tôi. Nó nói con nghe thầy giảng hay, hay thầy giảng con hiểu, trước mắt tôi hỏi chứ tụi con có hiếu thảo cha mẹ chưa? Nó nói dạ có. Có chung thủy vợ chồng chưa? Dạ có. Thì như vậy hai trường hợp này được là nó đến đạo với tôi được. Ông có nhận được đó không? Còn bây giờ ông khen tôi mà hiếu cha mẹ ông coi không ra gì. Ông bỏ bê vợ chồng thì bỏ bê, mà bây giờ ông ngồi nghe đạo Phật sao ông nghe đạo Phật nổi? Ông hiểu ý tôi nói không? Cho nên bây giờ những ai học trò là tử đệ, là huynh đệ, là quyến thuộc con thiện tài này, nếu đã từng lỡ bất hiếu với cha mẹ thì bây giờ hiếu thảo cha mẹ, đó là bước thứ nhất, làm cho nó tròn đi rồi hãy đến với đạo. Thứ hai, không có chung thủy vợ chồng thì thôi, cái gì nó lỡ thì thôi. Bây giờ ngay cả bây giờ chung thủy vợ chồng ngay cái hiện tại đi đó, để chi rồi làm dạy dỗ con cái nên người những cái này á, mà làm tròn rồi đó đến đạo Phật. Chửi cha mắng mẹ đến đạo Phật vô ích, phụ bạc tình chồng nghĩa vợ đến đạo Phật vô ích, dạy dỗ con cái không nên người đến đạo Phật vô ích. Nhưng mà trường hợp con là nạn nhân thì sao? Con là nạn nhân, ví dụ con bị ruồng bỏ thì con lấy đạo Phật được không? Không được, không nạn nhân được, bởi vì khi đến đạo Phật, khi như vậy đến đạo Phật mới biết được cái nghiệp lực của mình, tại sao mình bị ruồng bỏ.
Rồi ông nói rồi mình ruồng bỏ, giờ mình chửi cha mắng mẹ rồi cái nghiệp rồi, rồi bắt đầu mình tiếp tục rồi mình ruồng bỏ con mình nữa hay sao? Trên đời này nói giọt nước mái nhà, nhiễu giọt trước nhiễu thế nào, giọt sau nhiễu thế đó. Nó nghĩa là tu với đạo Phật là phải chỉ, là phải dừng lại đi cái quá khứ đi, rồi mình phải quán chiếu phản hồi cảnh tỉnh, chứ nói vậy không được. Mình cha mẹ sinh ra dầu biết rằng là do cái nghiệp, ông nói kiểu của ông thì giống như mấy thằng thằng nó tố cha mẹ, tại cha mẹ xương qua mẹ đẻ ra tôi đó, cái thứ đó là thứ là không phải loài người. Nó kiểu ông vậy là nó kiểu không phải loài người, loài thú. Loài người phải có cha có mẹ, có ông có bà, có tổ có tông cái đã. Nên tôi nói thành thật, có thầy có sư, dầu cha mẹ mình thế nào cũng cha mẹ, thầy tổ mình thế nào cũng thầy tổ. Mà cái thứ mà bởi cụ Nguyễn Đình Chiểu ông nói câu mà tôi nhớ hoài, ông đuôi mà ông viết á: mồ cha những loại vô nghì, dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì nên thân, ông thấy không? Mấy thứ mà bất cha, chửi cha mắng mẹ, ông nhìn kỹ cuộc đời nó có ra ôn gì không? Nhìn kỹ rõ ràng không có ra ôn gì hết trơn á. Mình nói thẳng 100% vậy thôi à. Cho nên là ông thầy á, muốn độ Phật tử trước hết phải hướng dẫn cho nó hiếu thảo cha mẹ. Dạy cho nó hiếu thảo cha mẹ đó, là đủ một phần phước đức vì mình ăn tiền của nó rồi đó. Là sao? Nước mắt nó hiếu thảo cha mẹ là cái niềm vui để nó có phước nó ăn nên làm ra. Đang nên làm ra nó có tiền nó cúng cho mình thì như vậy là một phần phước. Rồi mai mốt cha mẹ nó chết ở nhà cầu siêu mà ăn thêm phần nữa. Thấy không? Là hai phần phước, mà phước này không có tội lỗi gì nha. Đó, bởi vì mình dạy nó đàng hoàng, nó nên người mà. Cha mẹ nó còn sống đang nên làm ra nó cúng dường cho mình cũng là phước. Cha mẹ nó chết nó cũng là phước, cái đây nó thiệt à. Dạy cho đứa con có hiếu với cha mẹ ông bà là mấy thầy đủ ăn tiền của nó mà không có tội lỗi gì. Đó, rồi dạy nó thủy chung với chồng vợ. Không thấy bây giờ tôi thấy mấy đứa nhỏ tôi, đứa nào giờ tôi cũng mừng, nó có đâu có bạn mà nó vợ chồng trên thượng dưới hòa, tôi mừng gì đâu á. Đứa nào gặp tôi hả, tôi hả có đâu có bạn là tôi khuyên trước đi, phải vợ chồng phải hy sinh cho con, phải nếu có con. Chứ bây giờ cái tuổi trẻ bây giờ nó cứ nó bị tình trạng là nó bản ngã của nó, hãy nó cái gì cái nó tự ái, cái là ly dị ly dị ly dị. Cho nên nó độ được cái người ở phương Tây này á, không cần độ gì nhiều á, độ sao mà giới trẻ nó được có ly dị thôi, đó là làm tròn cái ơn với Phật. Không thấy không? Cho nên mấy thầy đừng có nghĩ cao siêu mầu nhiệm, nói trên mây trên gió gì trên gió, thực tế vậy à. Như tôi bây giờ ai đó cho tôi hỏi con có hiếu thảo cha mẹ không? Dạ có thầy, con điện thăm cha mẹ, hai ngày nào cũng thăm cha mẹ, hay cho tiền bạc cha mẹ, dầu đó là cái hình thức nhưng mà rõ ràng nó có hiếu được rồi. Dòng vợ có thể chung không? Dạ có, như vậy là rồi, ok, tín đồ của tôi. Còn mà nó mình khởi khởi hồi mà nó chửi cha mắng mẹ nó rồi là phải chạy xa nha, phải chạy 8 công 10 đứng á, chứ gần kẻ này là mơ mốt nó chửi tới mình, cha mẹ nó còn chửi huống gì mình, nó chửi không ra gì á. Cho nên mấy ông thầy đừng có ham mà độ mấy thứ mà chửi cha mắng mẹ, thứ mà phủi rồi đối với cha mẹ vợ chồng con cái ơn nghĩa. Cái thứ mà nó gặp mình mà nó thở, nó nói cái thứ đó hồi xưa làm ơn con á, nhưng mà vậy vậy là tôi biết coi được cái thứ này bất ơn bất nghĩa nè. Mà cái thứ mà vô ơn vô nghĩa mà mình độ nó là mơ mốt nó cũng chửi tới mình à. Đây là tôi rút kinh nghiệm là mình phải dạy cho nó ơn đền nghĩa đáp. Dĩ nhiên cái đời nó ơn đền quán trả, nhưng mà đạo Phật ơn đền nghĩa đáp. Cho nên tôi nói là hậu thế những cái căn bản mình dạy tín đồ dạy Phật tử rất căn bản như vậy đó, mà mấy thầy làm được cái rồi, mấy thầy ăn tiền của người ta đó không tội lỗi gì hết, ăn ngàn lượng vàng cũng không tội. Còn mà mấy thầy dạy trên mây trên trời, dạy cử cất tồn còn tử con tôn giáo lục sáu tam ba gia nhà quốc nước gì đó, mấy thầy nói kiểu đó thì thật sự là ăn 1 đồng cũng có tội nữa. Còn tôi nói thiệt ông, tôi nói phải tôi nổ chứ bây giờ tôi ăn ngàn lượng vàng tôi không hề sợ tội. Nếu Phật tử nào mà nghe lời tôi những cái điều đó rồi nghe pháp tôi cúng dường tôi không sợ. Không ai ai gặp tôi bởi tôi nói hoài, tôi nói câu anh nói ai ghét tôi ghét. Tôi đâu phải là loại cá tra mà gặp đâu đớp 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 có, tôi không có đớp, cho nên tôi nghèo thiệt mà.
Tôi nghèo tôi chấp nhận, tôi nghèo thiệt mà tôi ăn cái đồng tiền thấy rất là sạch sẽ không? Nó thiệt vậy à, còn thằng nào con nào muốn chửi tôi nhiêu cứ chửi. Tôi nói thẳng, tôi không quanh quanh tạc tạc. Giờ lỡ mà tôi nói không còn ai cúng dường tôi nữa đó, giờ tôi cắt cỏ mấy bữa nay tôi tạm cắt được rồi, mơ ông lãnh thì tôi đi có máy đủ đồ nghề tôi cắt luôn đó. Rồi tôi, càng ngày tôi càng không sợ đói mà. Đó thôi, mình nói vậy để tôi nè, tôi dỗ nghịch, thằng này mấy mươi năm qua cũng đã lường gạt đàn na tính thế nè, đã từng gian manh xảo trá nè, mấy năm mình thấy mình chứ. Bây giờ cho nên mình phải nói lại chân thật để mình chuộc lỗi lỗi lầm với Phật với Tổ, cái ân dày của Phật của Tổ. Mình không có nói điêu ngoa xảo trá lường gạt cầu cúng nữa. Đó là mở rạc, dầu tôi có lỗi không có lỗi mà tôi cũng thấy tôi có lỗi mấy mươi năm qua đó. Mấy mươi năm qua mình không nói pháp được, chưa nói pháp được bao nhiêu người nghe là đã bắt nợ bao nhiêu tiền của đàn anh thấy không? Nuôi dưỡng tôi được 31 năm trời trong chùa nào ông nghĩ tôi ăn bao nhiêu cơm gạo bát tách. Chưa kể cả quần áo xe cộ từ trong nước tới ngoài nước. Nó thiệt à, thằng này từng lường gạt nè, từng vũ khí thiên hạ nè, chứ đừng nói tôi tốt, thấy không? Tôi nói thiệt vậy đó. Tôi nói tôi xấu, thằng nào dám nói tôi xấu nữa không? Ủa mẹ nó nói tôi xấu, tôi chửi chết cha, tôi chịu tôi xấu rồi còn nói gì nữa. Chân lý đó này, chân lý đó. Chứ phải tôi nói tôi tốt á, mày nó nói tôi xấu, tôi nó nói mày có ra gì mà mày nói là tốt nha. Tôi xấu nè, tôi từng lừa cả. Chân lý ở đó này, dễ chịu lắm này. Mà đi đâu tao không ghét anh nữa. Tại vì lành tay quá, còn ghét đi nữa, tôi nào mà ghét. Tôi gạt pháp thiệt là, ủa tôi nói thiệt là tôi nói cái gì mình chịu mình hết chửi thẳng vậy đó, chửi mình. Khỏi cần ai chửi tôi nè. Nên tôi nói bị hết đi, làm hết tôi nói là, hồi đó tôi trầm mộng. Và tôi nói bằng lòng mà không biết giờ làm sao tôi liên lạc với bà Nguyễn Vân Hằng của Đại Nam á. Đang đợi tôi nói bị bà hay giấc mộng á. Tôi nói tối tôi trầm mộng. Tự nhiên sao tôi nằm tôi thấy, ủa hồi tối tôi coi từ cái lúc ở đâu có coi đâu, hồi tối tôi ngủ sớm mà ta. Hôm qua tôi coi cái gì mà tôi thấy à, ai boss ai mà boss trên boss boss hả boss lên hình, ví dụ mà cái tích mà ông ngu đầu mã diện rồi đó, thập một ngu đồ rồi đó, tôi coi chút vậy mà tôi ảo ảnh tối tôi ngủ tôi trong mộng tôi thấy tôi xuống địa ngục. Xuống địa ngục sao mà tôi vô mở cửa vô cái toàn là đồng trụi không à. Nào là thầy chùa Thái, thầy chùa Campuchia, thầy chùa Lào, thầy chùa Trung Quốc, thầy chùa Đài Loan, thầy chùa Nhật Bản, thầy chùa Hàn Quốc rồi. Ngồi đóng đóng mà ông nào nấy có cái ghế ngồi để chờ xử án. Nhưng mà riêng thầy chùa Việt Nam nó nhau, hai ba thằng nó dành ghế ngồi, hai ba thằng dành cái có cái ghế ngồi à. Nó đưa cái đất vô nó ngồi giống như cuộc vô như ếch vậy đó. Nó chết mẹ, thầy chùa Việt Nam văn tiếng quá, giờ mình ngồi đâu? Giờ mình ngồi đâu? Cái sao? Sao thấy ông Dương Dương không hiểu? Ông hiểu quỷ sứ ra, nhắc cái ghế mời tôi ngồi. Ông nói, cái ông này nè, ông này không biết quay đầu, không biết nói sự thật, cho nên tha cho ông ngồi đây coi tôi xử. Yeah. Tôi giật mình tức vậy. Tôi, trời ơi, tôi nằm tiêm bao đúng không quý vị? Chứ mà bữa nào nằm tiêm bao đúng không quý vị? Tôi thấy, và sao tôi liên lạc, tôi chỉ cái vụ nằm tiêm bao này. Sao mà thấy quá hết rồi, ông đồ thầy chùa luôn. Mà sao thầy biết Lào, Tàu, Campuchia thì thầy sao? Nhìn thấy biết chứ. Cái mặt đồ biết chứ. À mặt đồ. Mặt đồ biết mặt đồ nào của Lào, mặt đồ nào của Campuchia, mặt đồ nào của... À là những cái đồ... Biết chứ, Hàn Quốc biết chứ, nó khác ra ngàn có mặt hồi đó. Mấy ông thầy có chỉ hồi đi dự lễ mấy ông thầy mà chùa Nam Tông á. Mà Nam Tông mà cái người nước ngoài chứ không phải Nam Tông của Việt Nam. Ở bên Massachusetts là tôi đi một lần. Yeah. Hồi đó tôi qua bên đó tôi chú xét rồi, ông thầy ông dẫn đi với ổng. Tới thì ông thầy tôi trì ông chỉ, nên thầy cái con thầy ông nói đây nè, thầy coi nè, ông thầy ông chỉ rồi ông người dịch cho tôi nghe. Cái cách ăn mặc cũng cái màu đó, nhưng mà cái đường chỉ sao đó là của nước này. Yeah. Rồi đường chỉ sao bởi vì thí dụ như Thái Lan á. Yeah. Thì cách ăn mặc của họ là được cái sắc phong của ông vua Thái. Ông ấy là của ông vua Thái, thì ông vua Thái
những ông thầy đó được ông vua Thái ông ban cái y đó, thì nó có cái cách sao của ông vua đó. Rồi Lào có sao, Campuchia làm sao, đó là nó đều có cái khác, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà ví dụ như cái nước nào mà được ông vua, những ông sư nào mà gọi là ông vua ông ban cái y, ông bắt buộc phải mặc cái kiểu của ông đó, thì nó có cái riêng một chút. Cái kiểu duyên Yeah. con tưởng cái đầu nội nón chứ nó khác chứ. Không, cái đầu đâu, cái đầu đội nón là kiểu kiểu của cái đám Tây Tạng với Trung Quốc, chứ làm gì mấy ông Nam Triều có đầu đội nón. Đầu đội nón là chỉ có mấy cái đám Tây Tạng cái đám Trung Quốc, rồi nó truyền sang đám Việt Nam mới nhọn nhọn, là tại vì hồi xưa là làm quốc sư, làm trăng can rồi đó. Mà vô triều thì mấy ông quan ông nào cũng có mão trong đó, thì chùa Độc Lốc nó kỳ, cho nên mới mai cái mão nhọn nhọn này nè, hiệu trưởng hoặc là cái mão gì đó, nó có nhiều thứ lắm. Thành ra từ đó nó có thôi, chứ đâu đâu có vụ mà Phật hồi xưa đâu có đội đội mão đội gì đâu, mà giờ cúng Phật phải đội mão. Từ đó thấy đạo đẹp đẹp rồi bày ra, rồi rồi mang hài mang hia đồ đó, nhúng 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 này, thành ra chứ là Phật đâu biết vụ đó đâu. Phật hồi xưa là đầu trần chân đất mà, đâu có biết nhiều cái hài cái gì, từ ngày bỏ hết. Ừ, đâu có khỉ Nhưng khôn gì mà đâu, nói Phật còn đi lục ba cái giấy cái cái giải. vải tán á, cái Ừ. vải liệm á, để về may quần áo vào này. Đúng rồi, gọi là y phấn tảo á, y phấn tảo là lượm cái giải mà gọi là giải dơ mà nghĩa địa gói thay ma đó, kết lại trên cái bãi chì. Thời đó Đức Phật đâu có cho mà mấy lụa mấy là mấy gấm mấy dốc, dầu là gì dương tôn công tử mà chấp nhận theo Phật là phải vậy hết à. Chứ không được cái lụa là Nó gì không, nó cả, như nhau. đồng ý là cùng màu, cũng phải là cùng màu được, nhưng mà Dạ, được thì sợ hồi đời đó thì tôi theo 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 bây giờ có những cái cuốn Lục Tạng ghi lại á, thì luật thì sau này nó có thêm cái chục cái thêm một chút vô y nghe, chứ còn cái chuyện mà vô cái luật thì không sai trái, nhưng mà nói về cái cách nhuộm á, thì bây giờ sau này thì có nói là cái thời tổ đó hay vị đó thánh tăng đó, thì đi tới nó là lấy cái vỏ cây gì đó và đập ra cho nó ra nước đó, rồi rồi cái thời đó thì cái đó không không rành mấy, cái nào không biết thì nó không rành. Mình có những cái loại cây bây giờ mình không có, ví dụ như thời ngài Huyền Trang ông khẳng định có năm cái điều mà không được phiên dịch đó, là cái những cái loại cây mà nó không có thì không phiên dịch, cái dùng nó đất nó có nhưng mà dùng Trung Hoa lục địa nó không có thì không được phiên dịch, để nguyên vậy cái tên nó luôn, rồi ai tự sau này tự tìm hiểu. Ví dụ như cái cây chiêm bạc, chiêm bạc thì thời cái địa phương cái vùng đất cái đó nó có, nhưng mà bây giờ đi tìm có khi không ra cái cây đó, kể cả Ấn Độ mà không phải chỗ nào cũng có cây chiêm bạc, thấy không. Ví dụ như giờ nói cây dừa thì thật sự chỉ có xứ Bến Tre tôi với một vài cái nơi trồng dừa được, nó đâu phải cả nước trồng dừa được đâu đó. Thành ra ý nói vậy như đó, cái cây bồ đề cái bồ đề nó tên là cái Tất Bát La chứ đâu phải nó tôi tên, biết, nhưng mà mình tại mình gọi như vậy tại thôi. vì Đức Phật ngồi thành đạo cho nên mới gọi là cái bồ đề là tánh giác. Chứ nếu hồi xưa Phật ngồi gốc tre thành đạo thì bên nay gốc tre thành cái bồ đề rồi đó, thành ra vậy thôi. Nó biểu trưng cho cái là ý cái minh chứng rằng là hồi thời Phật ngồi với gốc cây này nè đó, để kỷ niệm vậy thôi. Thành ra bây giờ mấy cái thứ ngu nó đi lượm lá bồ đề đó, nó làm quái diện biết nữa. Nó làm nó lè thiên hạ, chứ có khỉ khô gì nó cũng là chiếc lá thôi. Mà vậy rồi nó trồng bồ đề, có mụ ni ở bên sau dê đó, rồi giờ ghép bồ đề bán, rồi bà nói chuyện cơ bằng tha thiết pháp thao thao bất tuyệt, mà cuối cùng cũng từ coi cũng trời long đất lở, bán trời không mời xin lỗi. Ok, tôi còn xin phép thầy, con cảm ơn thầy nha. Nó Đi bồ làm. đề bổn vô thọ, bồ đề vốn không cây, mà bà làm từ cái bồ đề bán nó ra nó đau nữa, nó ra thế nào mụ nó cũng chửi tôi à. Tôi có tật tôi nhớ gì cái tôi nói còn không tắt thôi. Dạ, ok. Bồ đề gai.